chinh phục giấc mơ ngắm hoa anh đào Hàn Quốc dễ dàng cùng Best Buy. Tour Hàn Quốc khởi hành đúng dịp hoa anh đào nở rộ đã bao gồm lệ phí xin visa, vé máy bay khứ hồi, khách sạn 3-4 sao ngay trung tâm, vé tham quan các điểm và những bữa ăn hấp dẫn. Ngày 1 và 2, đoàn đáp sân bay Incheon khởi hành đến đảo Nami lãng mạn, bối cảnh trong bộ phim bản tình ca mùa đông đình đám. Check-in tháp Namsan, biểu tượng của Hàn Quốc. Hai bên đường dẫn lên tháp ngập tràn sắc hoa anh đào hồng phấn nở rộ đẹp mắt. Ngày 3, đoàn tiếp tục hành trình với trải nghiệm tự tay làm kim chi chuẩn vị. Sau đó, du khách sẽ thỏa sức vui chơi tại công viên Everland, thuộc top 10 công viên lớn nhất thế giới, với nhiều khu trò chơi phù hợp với mọi lứa tuổi như vườn thú safari, vườn hoa nhiều màu sắc, khu trò cảm giác mạnh ngoài trời. Sang ngày 4 và 5, đoàn di chuyển chụp ảnh check-in tại công viên Yeouido, công viên hoa anh đào đẹp nhất Seoul với hơn 1.500 cây hoa anh đào nở rộ. Tiếp theo là cung điện Jeongbokgung, cổ kính được bao phủ với sắc trắng, hồng của hoa anh đào, hoa mơ, hoa mận. Đừng quên chọn cho mình một bộ hanbok thật lung linh để lưu lại những tấm ảnh cực đẹp tại đây nhé. Không chỉ thế, du khách sẽ được tìm hiểu về những văn hóa, phong tục từ xa xưa vẫn được bảo vệ và lưu truyền đến ngày nay tại Bảo tàng Dân gian Quốc gia. Mùa hoa anh đào sắp tới rồi, nhanh tay đặt tour sớm để được hưởng ưu đãi hấp dẫn và những quà tặng du lịch thiết thực cho hành trình du xuân ngắm hoa anh đào tại Hàn Quốc nhé!